Ngày 5 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu phân bổ về cơ cấu thành phần, cơ cấu giới thiệu ứng cử với đề xuất bầu 33 đại biểu, trong đó có 30% đại biểu là nữ, đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm trên 55%. Đại biểu ứng cử ngoài đảng không thấp hơn 10%, đại biểu dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%. Có ít nhất 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2015-2021 tái cử, đồng thời thống nhất số lượng hiệp thương lần 1 là 66 đại biểu. Hội đồng bầu cử huyện Mù Cang Chải xác định cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại, quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, đúng luật, đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tiến hành thảo luận một cách trách nhiệm, dân chủ. Theo đó, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất thỏa thuận lựa chọn 75 đại biểu thuộc 27 cơ quan đơn vị cơ cấu theo 8 nhóm lĩnh vực là cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang, sự nghiệp, doanh nghiệp, lãnh đạo xã phường, lao động trực tiếp sản xuất, trong đó thành phần tôn giáo cao gấp 2,5 lần. Trên cơ sở cơ cấu thành phần số lượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai đến các cơ quan đơn vị để lựa chọn đại biểu phù hợp, làm hồ sơ giới thiệu nhân sự phục vụ hiệp thương lần 2.